dùng cái lưng để đập vô đây để cho thịt nó mềm nha. Lúc đó mình nó sẽ cứng á, chứ đập cái này á, hồi lát cục thịt nó bầm luôn, hành cháo thịt bầm luôn, chứ không còn thịt nướng gì nữa. Đây chính là cái gói thịt nướng nè mọi người. Và cái này đã không còn nêm nếm nữa, người ta đã bỏ nêm nếm rồi, người ta đã nêm nếm hết rồi. Sẽ cắt ra. Mà nó rất là đẹp luôn nha. Mùi cũng thơm nữa. Chết cha, rớt cái giỏ luôn rồi. Bây giờ sẽ bỏ cái này vô luôn. Cái này là dầu điệu mọi người. Bây giờ sẽ trộn thôi. Cô đã rửa tay rồi nha. Trộn cho nó ngấm nè, ướp 15 phút rồi nướng nha. Xin lỗi mọi người, hôm nay tụi con sẽ làm món thịt heo nướng nha. Và tụi con có một cái chảo rất là đặc biệt luôn. Cái chảo này có một cái lỗ, ta-da, để dầu nó chảy xuống nè. Con có cái chén để dầu chảy xuống. Còn đốm thì trong khi con nướng á thì đốm sẽ để rau. Để rau cùng. Đây con bắt đầu nướng nha. Đây con bắt đầu bể lên nha. Lại làm lại mọi người. Ôi. Giật mình. Quên, cái cửa bị chọt. Đốm bị phá hả? Không. Thành đốm bị leo tường. Dạ. Dạ. Công cụ bị đau ghê luôn. Dạ, tụi con dùng hai loại rau, chính là rau salad và rau mầm nha. Rau mầm đang hot đấy. Rau mầm nó rất là dễ thương. Hồi nãy con mới cắt rau mầm á, con có quay lại cho mọi người coi á. Rau này đang rất là hot, thịt nó ăn rất là thơm nha. Hình như rau này đấm ăn được phải không? Không. Nó chưa chín rồi. Không chưa chín rồi. Chí. Gì? Nó. Vậy đó. Để mày ăn luôn mà cha. Nó sẽ lọt nha. Bây giờ con sẽ bắt đầu chở cục này nha. Cục này vẫn chưa chín. Cục này rau mầm dễ thương ghê luôn. Thôi chảy dầu xuống nè. Một xíu à. Để thay đổi chỗ nha, vì chỗ này rất là nóng luôn. Chỗ này không được nóng cho lắm. Thôi chảy dầu xuống nè mọi người. Mọi người dầu nó chảy xuống nè. Bằng nước bằng cái chảo này thì nó không sợ đi bị béo nha. Tại vì dầu nó chảy xuống hết rồi. Mỏ dĩa rau của con nè. Mọi người ơi, trong lúc con đang review cái gì mình chỉ dầu thì cục thịt đã cháy rồi. Buồn quá mọi người ơi. Cục thịt đã tắt cho đốm ăn nha. Cũng cười như không à. Vậy cười chi ra. Chỗ này rất là nóng luôn á. Chế nước sốt ra nha. Này là chiếc sốt để chấm với thịt nướng nha. Ủa phải không nhỉ? À, chấm với cá chiên. Nhưng mà cái này cũng từ từ giống đi. Hãy nghe thì giờ đây chính là rong biển Hàn Quốc. Chỉ có 4 gram thôi nhưng mà mì quỳ miếng nha. Bây giờ con sẽ đổ qua hai bên. Bây giờ con tới công đoạn của đầu bếp nha mọi người. Con bây giờ đầu bếp thì cắt rất là điêu nghệ luôn. Thôi con không biết cắt có sao không, nhưng mà con nghĩ con rất là tự tin về tài năng cắt thịt của con. Lớn lên con sẽ không làm đầu bếp mà con sẽ đi làm nghề cắt thịt.
ra luôn. Rồi sao cái keo đục nhát vậy trời? Kỳ cục thiệt á. Dù yeah. Trời. Xe bu xăng lên. Trời. Trời ơi, bánh hát đọc biết chắc điệu nhẹ lắm. Ai nhờ cắt thấy mắt ói. Mọi người ơi, ai con thương cháu lắm. Nó còn nhỏ nó không biết gì đâu. À, tôi thương. Tao bớt nha. Tôi bớt rất nhẹ. Hai chữ chân cứ bởi giờ cháu đây. Thì bỏ đi. Ăn, 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 ăn. Cái gì ăn? Không lo cục chân cứ. Nè. Tôi ăn gấp. Ừ. Ủa vậy lấy hai đôi chi vậy? Lấy là màu. Ừ. Để cục thịt nè. Rồi. Bỏ tiếp là cộng ăn biển nha. Vô. Rau mầm. Rồi. Chấm vô. Máy cho cả mọi người nha. Thịt dài quá à. Trời. Cục thương. Lửa mấy cục dạng này nè. Đó mà ngày gấp rồi đó mà nhân biển kìa. Thịt mẹ mấy mùa. Cho anh gấp chút một xưa. Nè phú hả. Đó thịt chưa chín. Nó lấy hai cục thịt hơi bị nhỏ. Hơi nhỏ xíu luôn nghe không biển. Nhỏ chiếu luôn. Rồi, tiếp theo con sẽ bỏ cái này lên nè. Hồi nãy là cánh phiêu quá. Này không có xương nè. Ăn không Đâm? Thôi. Ta-da. À cái nước chấm của nó rất, nó chua chua ngọt ngọt nha mọi người. À, hình như có tắt cái trống này vậy. Còn thịt thì nó rất là vừa ăn luôn. Nó mềm. Trong biển thì ở ngoài biển người ta ghi là rong biển hương Việt Quốc. Ai ngờ ăn vô rong biển bình thường. Ờ à, tiếng Hàn Quốc đếm hiểu, luôn. Dữ. Trời ơi, cứ quyền cái hình Việt Quốc chạp bá luôn đây nè. Ủa dạ, tụi để làm màu. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Cô sẽ ăn thử kêu đốm kìa nó có ngon không mà đốm ăn dữ vậy. Ngon hơi bị ngon ấy. Trời ơi, cái con biển nhỏ, bự nhỏ xíu luôn. Đốm nhét ba cục thịt bự chà tổ luôn. Hơi xíu gào. Ngon. Nói ăn thêm rau biển thật rồi. Tự nhiên thấy cái gì á xíu xíu. Ăn thêm miếng này nữa. Ăn thêm cái này nữa. Ý là sao? Ừ ha. Là ý là ăn, con ăn cắt của con luôn vậy còn đâu. Rau biển này thì bỏ vô miệng thì nha. Nó cũng tan ra luôn rồi. Không, hơi tan thôi. Chứ nuốt chậm là mắc cổ cái bác. Ừ đúng thiệt. Trời ơi. Đưa làm cho. Vậy chưa bỏ thịt vô hết mà. Vâng nhớ hết ngày luôn ngay hả? Không phải. Ừ. Nhớ khoảng 2 cục nữa hả? Thôi cho má ăn cho. Chứ mẹ nhớ xíu mình nhớ hết đống thịt vô hả?
Ừ, lộn. Bữa nay người ta bắt karaoke nhỏ xíu. Khéo quá. Với hôm nay cô tình rất là vui là không có đeo áo thanh mọi người. Bữa nay áo thanh ngủ quên này. Đúng rồi. Tại ra cái đồng hồ báo thức nó không kêu nó dậy nên nó ngủ luôn. Nhưng thường đó là đúng giờ 11 giờ là nó đã dậy rồi. Ủa sao ghét nổi? Thì vậy mới là không ấn. Trời ơi. Không hiểu nổi luôn. Vì của tôi mới hiểu là tôi là người rất là thông minh đó. Thông minh rồi, mời giải bài này nha. Ừ, ừ. X cộng X trừ X. X cộng X trừ X. Vậy có số nào để cộng đâu? Chưa. Ê, con kia. À, bằng X. Không, X cộng X trừ X bằng X. Giờ chính thức nha. X bằng 7. X bằng 10. Nói. X bằng 7, X bằng 10. X bằng 7, X bằng 10. À, là 3. Ơ, là 4. À, với bà 3. 3 cộng 7 bằng cái gì hết á. Nó bằng... có đề đâu. Bằng không. Tao là không. Chứ có gì đâu. Bằng không, bằng không gì không? Gì? Không biết. Trời ơi. Tôi đi ngồi tôi. Tôi đố bà mà tôi còn không biết. Mà bà nói bà thông minh. Ơ vậy đếm của đâu thông minh đâu. Chết tôi. Tôi dụ được bà, tôi đủ thông minh rồi. Thần thái quá ha. Ờ, thần thái lắm. Vậy hồi đó tôi hỏi đến một cộng một mấy, đến đó một cộng một bằng ba. Thôi đứa thôi con nhỏ nha, không tính. Tính giờ, tính giờ đi. Tính ngay bây giờ chứ không có tính hồi xưa nữa. Coi 188 nhiêu. Bố phê. Ai thiên hành giỏi hơn? Thôi khó quá, bỏ ai đi, bỏ qua, bỏ qua. Làm có 20 câu mà nói, người ta làm 12 câu mà được 9 điểm đó. Làm 20 câu, 10 điểm của bắp. Nè, cũng như là số 1 đúng không? Số 0 thì sao đúng không? Mày đổi ngược lại 1 điểm. Trời ơi, thần thái quá mà. Thái ghê luôn á. Cà khịa ai mà bằng tứ. Ngày xưa tôi có cà pháo cà phê. Có cà chua. Ngày xưa tôi có cà khịa. Ngày nay tôi có cà khịa. Cà khịa không? Ngày nay khịa đủ rồi. Khịa nữa không? Ăn đi cho. Con là ít lắm mọi người. Cái ăn còn có 3 miếng à. Có hồi bếp kế, cấm qua nha. À, cũng chưa đắp cho. Ừ, đắp lại bơ. Chúng tôi bỏ này lên. Bỏ này lên. Bỏ này lên luôn. Người bỏ này lên luôn. Rồi. Sao hết? Ừ, bạn hết tôi à. Tôi ngắm cục này không? Tôi lựa mấy cái cục đẹp nhất là tôi ăn luôn. Mà còn ngon nữa. Thôi bà ăn luôn đi. Thôi. Bà chứ kỳ quá à. Thịt tôi đang làm tự nhiên bà xen vô thế là tôi khỏi ăn. Ừ. Vẫn cho cục bự à. Không biết lấy. Đó, ba nén nhang đó. Mà ghê luôn á. Gì bán mà, gì bán nhàng. Nó, cái này là quá to luôn ạ. Tôi đi trang trí cho đẹp thôi. Ăn đâu nhiều đâu. Con bể nhà ăn đúng ngào ngào quá. Cái làm sao lắp mới đúng. Trời.
Đẹp quá đi. Vậy mới đẹp. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người. Bye bye. Mẹ con đi trước nha, nhanh nó quýnh con xương con mắt à.